Xin chào mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu món đậu đen xanh lòng rang nguyên chất của mẹ Ken, 100% thiên nhiên nha mọi người. Đậu đen xanh lòng này được trồng ở quê nhà của mẹ Ken và được rang đều bằng hang củi, đã được rang chín kỹ rồi nha mọi người. Cách sử dụng thì rất là đơn giản. Hàng ngày chúng ta cứ pha từ 3 đến 5 muỗng canh đậu đen xanh lòng rang này với 1 lít nước, nấu trong khoảng 15 phút và lọc lấy nước uống hàng ngày. Chúng ta có thể ăn trực tiếp rất ngon nha mọi người, vì đậu đen này nó được rang chín kỹ rồi, hoàn toàn không có phun thuốc và cũng không có chất bảo quản gì hết nha mọi người, rất là an toàn luôn. Theo các nhà khoa học thì đậu đen xanh lòng có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng cũng như vitamin A, C, D, E rất cần thiết cho sức khỏe của cơ thể, giúp bảo vệ mắt, giúp mắt sáng hơn, hỗ trợ bổ thận, điều hòa tim mạch, tăng cường tuần hoàn máu, trị táo bón, đậu mùa, ngừa bệnh tiểu đường, bổ sung sắt, trị chóng mặt cho người thiếu máu. Ngoài ra nước đậu đen xanh lòng rang còn giúp chăm sóc làn da trắng hồng, mịn màng, sạch mụn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả nha mọi người. Chúng ta một ngày chúng ta có thể pha từ 3 đến 5 muỗng. Chúng ta nấu trong vòng 15 phút chúng ta đã có một cái thức uống rất là thơm ngon và bổ dưỡng nha mọi người, rất là đơn giản. Đã được rang kỹ rất là thơm ngon và dễ uống. Bây giờ em đang nấu nước đậu đen để uống cho cả ngày nha mọi người. Có thể uống từ 3 đến 5 muỗng canh là được rồi, nấu trong vòng 15 phút. Tại vì đậu đen này đã được người nhà của mẹ Ken rang bằng hang củi, đã được rang kỹ và đã chín rồi nha mọi người. Cho nên là mình có thể ăn không được, cái mùi vị cũng rất là thơm. Còn mình nấu thì mình lọc ra, lọc cái phần đậu đen ra mà mình lấy cái nước mình uống hàng ngày. Hàng của mẹ Ken có hơn 100 sản phẩm, mọi người cần gì cứ liên hệ cho em nha. Tất cả các sản phẩm vừa chăm sóc sức khỏe, chăm sóc da, dầu gội, sữa tắm, nói chung rất là nhiều sản phẩm, tất cả đều là 100% thiên nhiên, hoàn toàn không có hóa chất cũng như chất bảo quản, rất là an toàn tuyệt đối cho phụ nữ mang thai và trẻ em nha mọi người, kể cả trẻ sơ sinh.